nay mình đi Sa Đéc ha. Làng qua Sa Đéc. Làng qua Sa Đéc. Ở vô canh quay cái cổng là đẹp quá trời. Canh đi hồi 4 giờ. Hủ tiếu Sa Đéc. Bây giờ tới đây là 8 giờ 15. Đi Sa Đéc à, đi với em nè, quay xe nè. Rồi đi với mấy bà dì nè, cười lên coi. Cười lên. À. Chào. Đi làm chào, qua đi, chào lấy bay đi. Sa Đéc đây. Kìa đó ăn trước kìa. Này mình chạy sao bắt đầu mình vô cổng thì mình vô đây nè, thím hai mình vô cổng là mình vô trong đây nè, này bán mới được chứ, này bán mà, này bán trời xanh, cũng phải có người dày người kia. Người trồng bông nha, nha trồng bông. Trời bông đẹp quá. Xung quanh Hùng Thi. Nguyên cái làng của ta luôn à. Có lá nữa đó. Đó lá đẹp đó, lật luôn một cái lá. Bữa một chậu lá đó, đó lá chả sáu chục cái đó, kia lá cẩm. Nó gắm mà cứ cái lá cẩm hồng. Trời ơi bông đẹp quá. Qua thứ mình mua bánh tre sao mà ảnh đẹp chứ. Ờ chuông à. Cái chuông á. Đứa nào thím hai dâu út nghe con tính hỏi mẹ ăn gì con mua mà sao con tiếc mẹ đâu không thấy trai rồi con ơi mai về nó mai về cho chiều về hết hồn hay ghẹo nó vậy đó. Cúc nè,
giòn coi. Mến mông luôn. Ừ, ta mua về cho họ chở về ta bán. Cái này là họ chở về thành phố bao đó. Đúng rồi, cái này nè. Xuống coi đi. Chắc mình sợ điện số điện thoại này quá hả? Không có để giá ha. Này chắc bán hàng điếm. Ta đưa lên thành phố nè, bắt đầu bán Tết. Đó phòng kia nữa kìa. Ngày khác mà họ cũng ra bán. Bây giờ ta trồng vô giống hả, đủ thứ. Bông hồng nè. Đây. Bông hồng, quay cái bông hồng đó đó. Bông hồng hồng này chứ hả, hồng này á hả, hồng hồng ghét quá vậy.
hồng này chưa kịp Tết nè, hồng sa đéc. Mấy gì mua bông gì? Mấy gì mua bông gì vậy? Coi bông gì? Coi bông gì? Đi vô lần qua, đi vô giờ vô lần qua. Bông chuẩn bị nè, đem lên thành phố ha. Bông hả? Hồi nãy ở ngoài kia có cái loại cái lá, thấy người ta nhầm nghe chỗ mấy cái nhà hàng á, ông bài ấy nhìn giống giả lắm mà lá nó thiệt. Đã trồng được ha. Sao trên mình cũng trồng vậy ta? Trên mình cái nghề làm của ta mà. Mình thử coi có một hai người trồng cái trên mình làm được, làm được đất mình làm được nhưng mà tại không có người làm. Đúng rồi. Hai người này đập một khi làm cái thành dùng qua hóc môn. Đông quá. Qua tăng lúc hỏi thì sẽ đẹp hay gì. Lúc có thành dùng qua tăng hệ phá mai kia này trồng đó. Trồng mấy cái kệ. Ta đét lên hóc môn lên là quá. Vậy chứ có người làm cái hồi bắt trước chị hay. Nấu gì hết. Làm gì có ở đây cô là khi mà mình sống bằng cái làng nghề. Mình làm cái người ta bắt trước. Nhanh giống ra cái người ta mỗi năm nhanh giống ra cũng như ở bên Thận Xuân ở bên quận 12 đó, họ trồng lại cái họ trồng hết nguyên một làng, nguyên một xóm trồng lại không bó lại hết cái buồn sướng quá.
cây này nó cũng chưa lớn, cây này kiểu như nó mới nha. Mới đây. Cút con sâu. Chứng thấy bông bập đẹp quá. Hồi nãy mình đi băng được kia hả?
thành phố Sa Đéc ha. Nãy mình vô cái cổng nào? Vô cổng dưới vậy. Đó là cổng vô trong chợ kiểu trung tâm á. Cái chỗ mà chị hỏi hai cái ông đó đó là vừa qua cầu là cái cổng nằm ngay đó, ngay cái chân cầu bên kia cầu. Cái cổng đó là cổng chánh á. Bây giờ mình đi ra phải không? Ừ, giờ mình đi vòng một vòng thì nó nguyên vòng vậy nè. Đó. Đi vòng anh cho mày quay phim đó. Đó. Ông đâu ra cái cầu đó này đó. Ối mày đó. Không, nó ra cái vùng binh là nãy chị. Cái vùng binh mà chẻ hai đường, đường lên đây, đường vô đó. Chỉ cái cây gì để xanh cái gì mới vô chậu quá trời. Để nhìn phố hết hả? Đi các nơi luôn mà chứ phải nhờ. Xuống xuống ghe này, bắt đầu xuống ghe đó. Cái lá gì trắng trắng trông đẹp ghê không? Nó đó trong trong này quay qua đây chị. Cây nó hỏi ta mua nó đó. Ta mua mắt hả mẹ? Đó là qua, là qua nó có xe trung chuyển đưa vô đó. Mình đi cổng chính đó, nó có xe trung chuyển đưa vô đó. Ừ đây nè. Đó. Đúng rồi nè. Là ở đây phải không? Mình đi để quanh lại nha. Quanh lại nha. Để quanh lại cho rồi mấy chị đi xe điện nhau. Ừ. Để lên cầu rồi quanh lại. Đi xe này chán quá, giờ đi xe điện. Đi xe điện. mình vô cổng chánh thì có xe điện luôn, mình đi vòng hết luôn cái vườn cây. Quay bảy đồ, quay tư đồ nghe nói nhau đặng lên đi tết rồi. Hôm nay tôi đi với cháu tôi là đi Sa Đéc nha. Không là cháu tôi dẫn tôi đi Sa Đéc. Đúng rồi, nó quay trong phim là nó được đi xa đi điện. Cái chung mà xung quanh đây là qua không, nhưng mà cái chỗ chính là chỗ nãy á. Không chính, không chính là cái đường nãy á. Bỏ vô vậy ngồi chai nước đi để vô khát nước. Đúng rồi. Đang ở đây mở cửa. Đây nè, có đây nè. Thì sắp rồi bỏ vô. Quay vậy nó không có ngon, con ta dục liền lên nè. Nè, trực tiếp luôn nè. Dục liền lên. Liền lên là mày đem cho anh thôi. Để thôi đi. Em nhiều chưa đi nặng nhỉ. Khác xin đủ. Quán nhậu của Phước. Không phải bà đường. Rút xong trời ơi, bông giấy ghép bao nhiêu màu có đã vậy không? Đây làng qua Sa Đéc luôn nha. Trực tiếp luôn, giờ là 8:46. Đây sạch cũng sao.
Cầu Sa Đéc nè. Cầu Sa Đéc 2. Cầu Sa Đéc. Quá đã chưa? Vậy là có cầu Sa Đéc 1. Cái đường này đó nó nhỏ lắm gì. Vẫn làm là cái cầu này đúc làm là hồi đó lúc em vào còn giờ xe tải dưới đây đường nó dở, dở lắm, đường chút xíu à, đường nữa đường này mà trời ơi ổ gà ổ voi không đó. Lên tới đường này đi lên tới chợ mới á, chở ba cái bắp, ba cái đậu xanh, ba cái đậu nành. Lễ Sa Đéc cầu, cầu cầu này chắc mới đến hành ha, treo cờ. Đó là cái cầu này, ngay cái cầu này là cái điểm của cái làng hoa này, nó mới làm nguyên cái đó đó, cái trụ đó đó, cái cổng đó. Đây là cổng sao? Là cái cục nhân là nằm ngay chỗ này. Cái cục nhân còn xung quanh đây thì cũng là bông hoa hết á, nguyên cái làng luôn. Cái bông bông hồng. Đó, nhưng mà cái cục nhân là nằm ngay chỗ này luôn, ngay cái cầu này luôn. Bông hồng bằng ấy à. Giờ vô cái đầu là đi xe điện vô. Đi xe điện vô. Xuống ngay chân cầu luôn, cái đầu vô đi xe điện. Hồi đó chị này cũng ở Sa Đéc mà vậy. Hồi như cô Hai bà làm á, cái bà đi đâu tỉnh nào á, cô Hai với Dượng Hai đâu cái là cái con đi đó. Đây. Làng qua Sa Đéc. Đây. Ngay chân cầu Sa Đéc 2 luôn. Quay bắn ba hả? Đó, ngay chân cầu Sa Đéc 2 luôn. Cái này tấm bảng nè. Đó là đi xe điện chứ không phải. Đó, giờ đi vô vô trong cái cổng. Rồi, bây giờ mình mấy gì đi nha. Đi xe điện nghe không? Đi xe điện kìa. Đi xe điện. Xe điện mấy chỗ nè. Tại đi xe điện mấy người đi chung vui, đi xe có ngồi là không đây à? Không có đi. Đi ra xe đó. Nhiều vé hả? Đi hả em? Dạ, xe cô. Mình đi tham quan làng hoa thôi hay là đi mình có là cái đồng hoa hồng luôn cô? Cái hoa hồng là ở đâu đó em? Dạ cái đồng hoa hồng là ở hướng ngược lại. Hướng ngược lại ở đây là cô. Thôi mình đi trong này đi. Trong đây. Nhưng mà xe của anh chạy tham quan cho đoàn mình đi là xe ngồi đi một vòng luôn á, là ngồi trên xe tham quan thôi. Còn nếu mà đoàn mình mà muốn xuống mà đi vô trong vườn luôn á là mình bước xuống thôi giùm con. Là không ghé. Dạ, là xe mà không có ghé đi, đâu không có ghé đi. Mày nó đông có bác không cảm hết con. Đâu có cho xe mà mình vô. 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 Đâu có cho xe mà mình vô
À, cuối cùng đi bộ đi. Đi bộ mình đi mới đi được nhiều. Đó, đi vườn hoa. Hoa xa đét, nãy cháu cũng dẫn đi vườn hoa xa đét. Chứ bây giờ đi xe mà không có ngừng rồi làm sao? 30 ngàn. Đi chỉ vòng thôi, không được xuống xe. Xuống là xuống luôn. Xuống là xuống luôn. Trời ơi, cái đèn gì vậy? Đi lại đó, quay mấy cái bông. Ồ, ôi, không có đẹp quá kìa. Cũng giấy mà đẹp chứ. Vô trống chụp. Rồi hả? Trời ơi, quá là đẹp. Trống chụp đi. Công an nó chỉ bị đi vòng trống cược chụp đi cô. Ôi vô giống đẹp quá vậy bảy ơn. Nay mình đi vườn hoa xe đét vì bảy rồi vì tư rồi đi vô đi. Vô đi trước. Công an còn chỉ mình để mình vô đây chụp. Có bông giấy à. Cây giấy nó đẹp quá hết rồi. Đây người ta có bán thôi ha, vô à, bông à. Đó, vườn hoa bông. Cây bông tú cầu. Đây, tú cầu với bông. Trời đi làng qua xa đến bông. Này vừa chơi này hỏi coi như cặp mua người. Đi xà đét vừa qua xà đét đẹp này
dừa ghê đất ha. Bắt đầu á. Hôm mua 50 ngàn cây nè, cây này là 50 á. Ừ á, chỗ đó bán mắc cái gì ạ? Vòng qua vòng lại vẽ ớn không? Không, mình chú ý rồi giờ. Vừa ghê vậy. Đẹp. Còn cái đó túc cầu ha. Túc cầu nè, ở nhà. Nó bán mình mua cặp. Nhưng mà túc cầu mình về mình trồng cũng được ta. Được. 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 Ở nhà cho hồi nở hai ra ha. Hai bắp á. Đẹp ha. Mình đi ba điểm cho tiếp. Bên điểm cánh đồng á, cô lại thấy ha, cô chụp hình thấy cái lóc nó nhảy lên vui lắm. Bên cánh đồng cái lóc nó nhảy á, nó nuôi mình khu vô trên, nó như huấn luyện vậy đó, huấn luyện từ nhỏ đến lớn cho thấy nuôi á. Mà ở đây trả một tiếng trong nhà thì có người chú chặt đẹp lắm, cô nói cô chơi hỏi chừng nào ra là cô trả người ta đến. Cái chỗ nào cô thích cái cô gần lại gần lại cho cô chụp hình xong rồi cô đi nữa con trả đi nữa. Chào bà cô, ra tới xe con phải lấy tiền. Ra xe con lấy tiền chứ con đâu lấy tiền liền đâu sợ. Ở chào bà luôn. Chỗ nào cảnh đẹp cái cô ngừng lại cho mấy cô chụp lan hay chụp đỡ. Cửa hàng con cứ đi ủng hộ xe đó mới về. 5 người đó là có xe lại đủ người. Người xe đi tới thổi đi thôi bạn. Ta biết chấm mình 3 điểm đi cho. Ba điểm luôn, đi là đi. 3 điểm hết luôn 100 ngàn. Đi chán là về phải không? Dạ, đi chán là về phải không? Đi chán là về phải không? Coi như bao chọn gói phải không? Chọn gói. Điện gì đi. Ba chọn gói luôn. Đủ rồi anh ơi. Đi vậy vậy cái ông này chiếc nữa đủ rồi. Điện gì đi con. 3 điểm là chọn gói luôn đó. Chừng nào với tôi về luôn trở về à. Này nè, để ông nói chuyện. Dạ. À, chở chơi đã đi về thôi đúng không? Bao chọn gói muốn đi đâu là về, muốn về là về phải không? Dạ dạ, chọn gói thì mà tôi về là đủ rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ba chọn một. Nè nè. Không không cho chở hai hả? Ờ, đi lại chở nè. Giao thông nó cũng qua lại gì? Lại chở, lại chở. Đi đâu chở qua được. Nghe không? Đi lại chở nè. Đi lại chở nè. Kêu anh nó lại luôn. Không, cái đó con an toàn lo cho gì chứ đó. Dạ, tạm biệt thôi, cứ quay thoải mái. Ở đây không có, không quay ra Sài Gòn.
máy gì có chế độ chống rung không? Quay nó có bị giật không? Nó chạy gì nó có bị giật màn hình không? Từ từ đi, ấy đây ra thì nói chuyện nha. Rồi, bắt đầu mấy gì mua vé vô 20.000. Cô số đi, có gì ngồi cô ra cô điện con đội con anh em con lại chở mấy cô đi là chỗ thứ hai. Ờ ý nói xin số đi. Có đi vô đi ấy xe này xe chắc ơi cũng nhân viên xe ông Quang. Đi vô làm qua đây đưa máy ra đây mình đi xe điện không mấy con? Rồi, mình đi xe điện không? Em đi vòng vòng luôn, hai bạn em mấy cũng rất là có 10 người. Cái này cô mấy công đi xe điện. Vô đây đi hả? Đi xe điện. Xe điện không bộ này có 10 người rất là ghẻ luôn, chở mình đi hết vòng luôn. Mình muốn chụp hình cho nào á, đi xe điện dừng lại chụp hình. Là tài xế chụp hình cho mình luôn. 10.000 người hả? Dạ, 10.000 người rất là ghẻ luôn. Xe điện đâu? À, xe điện nhỏ nhỏ đó. Dạ. Chở được bao nhiêu người? 4-5 người mình đi có gì khó đi chia lỡ tới lợi gì đó được hết chết đi mẹ mình rất là rẻ mình đi rất rẻ chứ gì các cô nhìn đây thu nguyên vọng á giá áp vọng luôn đó anh Nhật ơi anh nhớ xe điện bấm này bấm gì với em đi mua mà cái suy nghĩ hồi nãy giờ ủa cái gì em dừng lại nha rồi con dùng con đi vô quay á bảy. Rồi lên luôn đi, lên hết đi. 4 người được 4 người rồi con. Ngồi luôn mẹ nó luôn đi. 5 người. Chứ không lẽ giờ tôi đi tôi dùng máy phim để chụp hình chơi mà. Có 5 người. Còn mày tặng lên chứ 3 người nữa. Rồi, vậy mẹ nói ở đó hả? Ép lái hả? Trời. Em lái xuống đây đi, xuống đây ngồi. Thôi được rồi. Đã rẻ thằng này. Đi xe điện nha, 10.000 một em nha. 10.000 một cánh em. Cánh đồng quá hồng đi, nha. Cánh đồng quá hồng. Đó, quay cái bảng ra đây đem gì là đang trình diện. Chút con quay lại. Chồng mày chụp cho mày chứ ai chụp. Chồng mày đi em chụp. Đó, đóng nè, đóng nha. Quay cảnh nón rồi. Thôi rồi. Cảnh nón. Quả hồng dắt giờ sao héo rồi hả?
kiếm hội. Cái hồng lớn là hồng đỏ là chiếc xe này qua chạm máy bà đi ăn uống còn quế đồ đi ăn ấy rồi nhớ không, đủ không? Đẹp ghê kìa đó. Ờ đẹp ghê. Bến thuyền quá, bến thuyền quá. Mấy cô chúng dưới có bơm thuyền qua miễn phí đó mấy cô. Hả? Ừ, xuống xuồng bơi thì mấy cái thuyền qua đó đó. Miễn phí á. Chỗ nào cá lóc đâu? Đây 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 để quần lại nha. Còn 5-10 phút nữa. Đi đi xuống dưới bơ là miễn phí hả? Dạ. Sao đừng bơi đất. Ở trên được rồi đấy. Đâu biết chèo đâu. Có ngừng lại không? Có ngừng cho xuống không? Quay xe không? Có, con ngừng đây, con quay cho cô quay cái lốc bay đây luôn nè. Quay gõ cái chỗ này luôn. Ủa vậy nó hơi xe ôm nó chở mình 3 điểm, chở nào ta đây, cái lốc ôm đây luôn rồi, cá luôn đây rồi. Nè, cô ngồi đây nè. Ngồi đây quay đây nè con. Đây, mình quay đây nè, đây là gần nhất nè. Đứng đây quay luôn nè. Chúng nó toàn cái lỗ đó. À, cá lóc. Vì ba đầu đầu dạ vô chổng hai quay phim đầu trai ấy quay phim về đưa lên cho nó thì mất
Để đi ông anh ơi. Ông anh. Tập đâu có năm mấy đấy cô ơi, chứ không phải vậy, đâu phải không tập đâu. Tập quá hả? Dạ, tập đâu có năm mấy nó mới dạ, lên vậy đó, mới ăn vậy đó. Tập cho nó quen á. Dạ, gõ gõ mình tập cho nó quen. Dạ. Nó bơ lại ở đâu nó chạy tập trung rồi. Tại đó mình cho ăn chỗ đó đó. Rồi mình tài gõ riết cho nó tập trung chỗ đó nè. Nó tập trung lại cái chỗ gõ đó. Dạ dạ. Nhảy lên, dạ, nó hả hỏng rồi. Quá chật nè. Nó nhảy cái đùm. Nữ bên đây nè, nữ bên đây nè chị. Có đi vệ sinh không? Gần xe đi vệ sinh. Không. Vệ sinh không cô? Không. Đi luôn. Ông bà kia có không? Ngoài kia chỗ nãy là bên trái có mà con cái mà hai cái nếu trống được hai cái khách người ta đứng xếp hàng người ta đợi luôn để lắp ra rồi đó đi vô. Đêm qua chị ra ngoài luôn cái gì con? Ra luôn chứ làm gì? Ra luôn. Đủ vốn mà phải không? Có mớ cá lóc đem về rồi. Tôi sửa sạn hoa. Quay quay cái cậu rồi con. Rồi quay nè. Không quay từ nãy để che chạy. Xe mới đi qua. Cùng ba cô ơi. Xe này cũng phải sáng cái lon rõ rõ. Có kèn mà con không dám bóp. Bóp sao thì khách giật mình, ông chủ không cho bóp. Nhưng chịu khó mình kêu. Chứ kèn cũng lớn lắm. Ông chủ không cho bóp. Cho qua lại bên cá ơi, xe tới.
bóp khách giật mình nè, nè bóp được nè, nè bóp được chứ mà không dám bóp, bóp sẽ khách giật mình. Mình ở đây nghỉ hay ra ngoài luôn con? Ra ngoài luôn. Mình đi xe điện vô hay gì con? Ừ. Rồi có xe điện vô luôn. Không phải, đi xe kia. Honda. Có mấy cái về được rồi. 5 giờ. Dạ. Con cảm ơn. Vé 20 ngàn. Xa đẹp hơn á. Mua vé vô 40 ngàn. Nhà này kêu nhà lật lửa, cái nóc, cái nóc bị dứ. Chút mình đi xe hai đó rồi. Hiện giờ trong này ra luôn cô, trả mình bảo hiểm nữa. Chắc mình vô dự cái cây mình xe mình. Xe mình vô. Thôi bây giờ nó chở mình đi, nó chọn gói 100 ngàn nữa, người hỏi nó lại 100 ngàn chở. Nãy nó đi, thôi đi chi, tới ra mình nãy đi 40 thôi. Nãy đi 40 mình ra. Chứ 100 gì? 100 nó kêu nó chở trộn hết hết 100 người. Bây giờ chị... giờ mày đâu nữa? Nói đi đâu nữa? Giờ mình vô cái vườn qua mình không tránh á. Đi 40 thôi, tính 100 rồi. Tính rồi. Hồi nãy nó đi xong rồi giả tiền đi chọn gói. Chọn gói á. Nãy mình đi chọn gói. Chạy đi luôn đi. Thăng. Đó là dưới đó bài hay ha.
cái sông làm đỏ làm trắng nó đẹp quá, tia tía đó ha, dạ. Tím đó. Ờ, tôi xuống đây thấy phải đi chơi lại cho biết. Rồi coi cá kìa nổi lên kìa, đâu đâu đây đó đó, có cá nhóc luôn đó, cái đây nè đó nè, ừ nó lên cá bay bay đó, có điều hồng ngư phi, cá này vậy mà bay bắt hết trơn. Không ai bắt hết á, tưởng đâu ta nuôi ai nhờ của nó cá thiên nhiên. Cái này, này ăn cá lớn, ta bắt làm vườn, ta đâu có ở không đâu, ta bắt. Này, ta không có cho bắt á. Cho, mình vẫn bắt bình thường. Nhưng mà ở đây dân ta làm quá không ai bắt, cái khu này nè. Cá nhóc quá trời luôn. Khu này không bắt thì gặp chú khác nó bắt thấy bà. Cá khu này ta làm quá, không bắt không. Cá, tôi đi đường hồng đó cơ. Đi coi chừng lên mát nè. Ở đây tao bông giấy sao có màu này ha, mình với màu giấy màu cam. Cái lá nó cũng khác rồi đó rồi, cái lá cũng khác nè, dòm cái lá kìa. Chồng bà cái này kia vẫn đi chị biết đâu không nhận. Xe lam kìa, trò chơi kìa. Đi xe đạp thôi. Bây giờ mình chưa qua được rồi đó. Xe đạp đó của ai đó? Mấy chú 7 chú 8 gì đó. Nó mấy má thành phố lên nữa má hả? Nó có trò chơi. Còn cây lá không à? Cây lá người nước ngoài này mê kỳ quá, kỳ quá trời ơi, lá hấp dẫn lắm nè, trời ơi nè, thôi nè lá này nè giống như là cái tóc đó. Giống như mình mai đồ giống giúp hả, còn cái này gì nè, thuốc lá bông gì ngộ quá. Ta có để tên nè, coi tài. Tài hả? Tài. Tài sao cây vậy? Tài nó nhiều dạng lắm. Không biết mà đi nó bậy nó bạ quá. Cây này cây thằng tài.
bông thần tài nè, có bông. Nè đi với mấy bà dì ở thành phố xuống nè tham quan à, rau má thì hơn cải xà lách son. Cái lá nó là gì đẹp quá. Cái thần tài thì nó thuốc lá, thần tài thuốc lá. Cái lá đỏ ở nhà có rồi, mấy cái này, mấy cái này nhà có hết rồi. Bên kia người ta có nhặt sống nè, làng hoa Sa Đéc. Năng về nó buồn buồn, bà có bực bội ai á, bà lên tết bà nhìn mà hả. Nàng hai hả? Ngứa. Trời ơi, đã nó ngứa mà cũng lại ngứa. Ngứa như mắt mèo vậy đó cha nội ơi. Giờ lên nó nghe ngứa không á. Đã ta nó ngứa mà còn lại quơ. Quơ đã tới hồ vậy. Hồ nó ngứa thấy mồ luôn. Hồ là bà vậy. Ừ, anh nói đó. Nàng hai. Nàng ra má. Nàng hai bên má. Cái đó nè. Má nè. Mới giờ có má nè, cô kỹ là gì có gì vậy? Có gì á? Giống má nè mà cô kỹ. Nhớ không? Có gì mà có bông á. Đẹp ghê nè. Bông nè, có bông kìa, bông màu vàng đó. Bông màu vàng. Đó, cái này lạ nè. Đó. Nó có giá nhiều rinh ra. Cái gì? Không có bông đẹp ha. Mới để giá nè. Cái này nó có dây nè. Cái mà trồng cái mô dây với chị đem mà cỏ lần nó cỏ kìa, cỏ gì á, cái đó thủy trúc, thủy trúc mà nó cỏ thì cỏ thủy trúc. Tôi có dây nào tốt tốt bợ bợ một dây á hả, à, dây trồng này về lên thiên thượng để trồng cái này xem. Nó con nè, nó có cũ. Dạ.
ra đi gì bán. Không lên. Thôi. Không lên. Sáng cây đi qua dưỡng. Sáng cây. Ngồi trong đây chờ mấy chị giống rồi. Quá. Quán là có gì ăn? Ăn rồi mới có sức đi chứ. Rồi, tới khu du lịch. Vậy đây cũng có vé luôn hả? Có vé vô trong đó luôn, rồi mới vô vườn quýt luôn. Đi luôn. Mình ăn vô không? Bán ăn bán cái đồ mà sao mình thấy có vé nữa kìa. Nó có vô tham quan được luôn. Trong đó luôn gì. Bán nhiêu vé? Nhiêu vé? Còn đây là cứ ăn quýt không nè. Nhiêu vé 10.000 vé. Mua vé xong rồi lại ăn rồi vô. Vô đó chỉ tham quan thôi chứ. 50.000 vé hả? Ừ, 50. Ăn quýt 50. Phải vé đi tham quan. Nhiều vé con. Dạ 50. Gì mắc dữ mày. 40 được không? Dạ không được con. 45 đi con. Đâu giá. Dạ. Ê vô vườn quýt có cho ăn đâu vậy? Dạ có cho ăn. Đây nè. Cho ăn đây nè. Hả? Vô vườn đâu có cho mẹ hả? Dạ không. Có bán không? Dạ có bán ngoài quầy. Ngoài quầy á? Quầy có bán mình mới mua nhiều. Rồi tài xế có mua không? Dạ tài xế là không có tốn tiền. Rồi. Vậy mua 5 vé đi. Tốt rồi, tao trốn luôn quá, thiệt. Tao hết dám vô luôn quá. Bán 5 vé đi. Dạ, 5 vé. Người cho nước phải không? Dạ. Đưa tao ăn chai đi. Chấm chấm không? 5 vé 200. Mua vé là cho chai nước đó hả? Con mua à? Do đang mua vé này vô đó mới ăn. Ừ. Giờ đang quýt trước nè. Căng nữa phải không? Đang quýt trước đây nè. Không hai quýt nữa đâu, cho hai quýt rồi mà bán vé trời. Vô ăn quýt nha, ăn quýt chưa? Ăn quýt có tiền, có tiền xong lấy tiền. Lấy ra nước cho chị hai. Vô ăn quýt thử coi. À, bông bông cái kiểu này nè, dì Bảy, nó già. Lấy tiền giùm thím hai. Bông, 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 bông này Bảy. 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 Bông này bữa mua ở trên bông mấy, bông màu xanh đủ màu ha. Này nên màu đỏ. Lấy cho nước chưa? Chưa. Lấy cho nước con. 5 chai rồi ông tài xế mày cho đi. Có rau muống nữa kìa Lăng. Tôi bẻ chị hai ăn rau nào tôi bẻ được cho chị liền. Có rau muống không ghê. Đó. Chưa cần cảnh nó sắc dưới vậy đó. 50 biết có cho ăn quýt no không? Trời ơi ăn cái thì quýt rồi ăn rồi no. Vô vườn vườn quýt. Người vườn quýt mà ăn rau già. Đấy, cây vườn quýt này từ đời cho con ăn rau già. Cái có gì đâu chị. Chưa đi vô mà. Để em quýt ra ngồi đi từ từ. Ăn quýt. Ăn quýt xong rồi mới đi ra ngoài tham quan. Ăn quýt rồi có cho đem quýt về chị. Dạ không.
chỗ à. Ủa? Còn đem về phải mua. Có bảy mấy con. Nhiều ký, bán nhiều ký. Được 2 ngàn, được 2. Còn quýt hồng thì 70 ngàn. Quýt hồng nó chua chua ngọt ngọt. Dạ, ghẹo chai chứ. Quýt hồng thì 70 ngàn. Dạ, quýt 2, 20 ngàn cũng ngọt. Quýt đừng thử biết chứ dạ. Ai mà đang cắt. Cái nhăn mặt ha. Ăn thử thì biết. Ờ, để coi ta đang nhằn nhó để... À, đóng 50 ngàn vô ăn quýt nha. Ăn quýt chua, té tái. Nó bà bãi chấm muối, lấy tà chấm muối ăn không kìa. Nhưng mà làm nhằn nhó cười cũng sặc luôn. Vậy cha bà bãi phải nói là bà không có nói tỉnh, buồn ngủ nữa. Tỉnh rồi, nhắn này vô. Em cầm quay chị tá nữa. Đây, cho bà à, chấm muối ăn đi. Nè. Không có đâu, để em cầm đây. Chấm muối ăn đi. Muối đang đây nè. Ăn cho nó cái đái đi. Đó. Trời ơi. Trời ơi. Xuống đây ăn quýt nhỏ ăn sao được. Đâu á. Đây chị Tám Châu Đức bà ăn nè, coi bà nhăn này nha, bà nhăn nè. Chấm muối vô đi, đỡ nhăn chút. Chấm muối, chấm muối. Đó. Ở dạ, nhiều không ăn. Đó, đó là bà nhăn nha, đó. Đó. Ngon sao đâu á. Quá ngon. Rất ngon thiệt. Nè nè, ngủ vị đại nương nè, thấy không? Ngủ vị đại nương. Ngủ vị đại nương. Có một mình tiểu đệ thôi. Ngủ vị đại nương. Vậy mà chấm muối ăn ngon mới ngộ chứ. Ở vậy mới đem muối chứ. Đem muối ăn hết. Bỏ người ta nói mình cái gì chua á, không phải chấm muối ăn bớt chua. Còn chấm chấp chấp cũng ngon. Ngon cái gì nướng mà cũng ngon. Bà nội giống nói giống người ta ăn kìa đó. Ừ. Thôi tôi ăn gì cũng không ớt đâu. Trời. Không, 20 ngàn cái đó được á. Quýt đâu quýt đường có trái kìa. Có cái hồ lô, cái bầu. Ừ, trái quá chừng. Ừ, trái chừng. Ờ, đi vô đây nè. Vô vườn quýt. Có bầu hồ lô kìa. Ờ, sen nè. Ôi, cá hổ mang. Ôi, ơi quýt. Rổ bồ cạp rồi nè. Rổ bồ cạp. Rồi đi đường bên kia, mình đi đường bên kia. Ủa, quýt hồng trái. Ủa, trái quá trời. Ủa, trái này bán nguyên cặp đó ta. Vô cổng là chào đón anh liền luôn nè. Đồ nghề không. Đây, tắc kè. Tắc kè mong nha. Tắc kè đây. Cái anh em mình vô cổng là sẽ chào đón anh em mình liền. Xăm ngàn năm. Trời ơi, đây. Đại ca mình đây. Bạch hổ luôn. Quá mức luôn. Trời ơi. Quá sức tưởng tượng luôn. Ây da. Anh em nào yếu yếu đi tôi nha. Này à, cái này là chắc 12 triệu hả ta? Cái này là đó, quýt nè, anh chị. Mày chưa? Ôi ơi, quýt. Cơm rồi, kêu cơm. Ấy, cái xôi để đây nha, cái xôi. Để đây nha, làm sao? Xôi giờ mình rồi xây xây lên gần gần nha đi. Có cá vô có mày kìa, mày ngồi. Đúng. Hai coi chừng lật dù với mưa nha, ngồi xích xích lên đó. Thì lật ai đỡ người đó. Cá lóc. Để lên thì lật ai đỡ người đó. Lên đây nè. Chú Liêm ơi, nhanh tay còn nha, chạm tay hết nha. Lật xuống cái uống nước no rồi đâu có ăn canh được. Đứt nó quay cái nó thấy tôi cầm nguyên cái nên cái nắp dùng. Ăn cũng quay lên. À bùng bùng bùng. À lấy ra rồi đầy quá thôi lắc bớt nữa. Đầy quá rồi. Bỏ vô trong chín chị ha. Bỏ vô trong chín. Không tràn không? Không tràn hết rau thơm luôn chị. Chẳng ngon ha. À, nó không có tràn không? Gì ăn mấy bà này ăn gì mà dép gì đâu ghê quá. Thank you.
xe 50, ta đi trên con đường là ta đi đường này chứ đường nào phải không? Đâu hả chị, xe 50 đi đường ngoài hết nè. Đâu có, tối ta cũng đi đường này nè. Có không? Có, đi Bến Tre rồi ta băng vô cái đường. Vậy hả? Ừ. Nha không?